Khi các bạn đã đăng ký tài khoản Zalo của bạn xong thì các bạn còn một bước rất là quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn. Thì Zalo sẽ thông báo cho các bạn để xác thực tài khoản của bạn. Để xác thực được tài khoản thì các bạn phải chụp căn cước công dân của bạn lên, các bạn chụp khuôn mặt của bạn để định danh tài khoản Zalo của bạn. Xin chào các bạn, mình là Tuyên. Thì trong video hôm nay thì Tuyên sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn là cách xác thực tài khoản Zalo. Để xác thực được thành công thì các bạn hãy theo dõi và xem hết video của mình. Bạn nào biết xác thực rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này. Ok, thì trước khi vào chủ đề chính thì các bạn đừng quên để lại cho Tuyên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn vào chuông để luôn luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Để xác thực được tài khoản là Zalo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là thẻ căn cước công dân của bạn nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị thẻ căn cước công dân của bạn xong thì các bạn sẽ mở ứng dụng Zalo của bạn lên cho mình nhé. Thì các bạn sẽ ấn mở lên cho mình này. Sau khi các bạn đã mở ứng dụng của bạn lên rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là trang cá nhân nhé. Đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là cá nhân này. Đấy, hình ảnh có con người nhé. Thì các bạn sẽ ấn mở lên cho mình. Thì sau khi các bạn ấn mở lên ấy, thì các bạn chưa xác thực tài khoản Zalo của bạn đúng không? Thì các bạn sẽ nhận được thông báo đây. Thì xác thực tài khoản Zalo có thể bảo vệ tài khoản của bạn tốt hơn. Đấy. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn bắt đầu cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ lưu ý cho mình xác thực tài khoản. Xác thực tài khoản giúp bạn này nhanh chóng bảo vệ tài khoản Zalo khi có sự cố bảo mật nhé. Đấy, thì các bạn sẽ khám phá các tính năng này, đặc biệt như là upgrade nhé. Đấy, thì có rất là nhiều tính năng mới. Tăng giới hạn này, thành viên nhóm đến 1.000 người nhé. Thì khi các bạn bật tính năng xác thực tài khoản của bạn ấy, thì các bạn sẽ bảo vệ tài khoản của bạn. Bây giờ thì Zalo là có rất nhiều tính năng mới, đặc biệt là Zalo video. Đấy, thì các bạn có thể sáng tạo ra những nội dung video của bạn. Các bạn có thể đăng video lên giống như là YouTube hoặc là TikTok, Facebook. Đấy, thì khi các bạn đủ điều kiện thì Zalo sẽ bật kiếm tiền cho các bạn. Thì Zalo là ứng dụng của Việt Nam mình, thì công nghệ Việt Nam mình cũng không hề kém. Thì sau này thì Zalo sẽ rất là phát triển. Thì bây giờ hiện tại thì Zalo đang thử nghiệm. Thì các bạn hãy xác thực tài khoản của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn. Sau khi các bạn xác thực tài khoản của bạn xong thì các bạn sẽ đăng ký nội dung để đăng video lên. Thì video sau thì mình sẽ dẫn các bạn là cách đăng ký tài khoản để đăng video lên trên Zalo của bạn. Sau khi các bạn đủ điều kiện thì Zalo sẽ xét duyệt cho các bạn. Thì kênh của bạn đủ kiếm tiền thì kênh của bạn sẽ hiện quảng cáo giống như là YouTube hoặc là Facebook hoặc TikTok thôi. Vì ứng dụng Việt Nam mình là đầu tiên, thì Zalo đang phát triển, thì các bạn hãy nắm bắt cơ hội để xác thực tài khoản của bạn để đăng ký nhé. Rồi, ok, tiếp theo thì các bạn sẽ ấn bắt đầu cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ có 3 bước. Bước 1 này, chụp mặt trước giấy tờ tùy thân nhá. Các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ này, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu nhá. Rồi, nếu bạn nào không hiểu thì các bạn sẽ xem hướng dẫn cho mình. Nếu bạn nào đã hiểu rồi thì các bạn sẽ ấn chụp ngay cho mình nhá. Thì các bạn sẽ chụp mặt trước cho mình trước này. Các bạn sẽ ấn vào có hình ảnh camera nhá. Thì các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình này. Nếu mà các bạn đã chụp lưu ở trong thư viện của bạn rồi thì các bạn sẽ vào thư viện để các bạn chọn nhá. Còn các bạn chưa có ở trong thư viện thì các bạn sẽ chụp ảnh cho mình, chọn chụp ảnh nhá. Còn các bạn để trong tiệp thì các bạn sẽ chọn trong tiệp cho mình để chọn đây ảnh là căn cước công dân của bạn nhá. Giờ thì mình sẽ ấn chọn chụp ảnh nhá. Rồi, sau khi các bạn đã chụp mặt trước căn cước công dân của bạn xong thì ảnh đã hợp lệ nhá. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chụp mặt sau giấy tờ của bạn nhé. Rồi sau khi các bạn đã chụp mặt sau của bạn xong, ảnh đã hợp lệ thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình. Rồi tiếp theo thì đến bước 3, chụp ảnh chân dung này. Ảnh chụp cần phải rõ ràng, không bị chói hoặc mờ và phải khớp với ảnh trên giấy tờ tùy thân nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn chụp khuôn mặt của bạn cho mình nhé.
Rồi ok, sau khi các bạn đã chụp khuôn mặt của bạn xong thì ảnh đã hợp lệ nhá. Thì các bạn sẽ lưu ý cho mình, các bạn phải chụp rõ ràng và các bạn phải chụp đủ ánh sáng nhá. Thì khuôn mặt của bạn phải giống như là trong giấy tờ của bạn thì mới được nhá. Sau khi các bạn đã chụp ảnh khuôn mặt của bạn xong đã hợp lệ rồi thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn hoàn tất xác thực cho mình nhá. Rồi ok, như vậy là mình đã xác thực tài khoản thành công nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ ấn tiếp tục sử dụng cho mình này. Sau khi các bạn ấn quay trở lại, đăng nhập vào Zalo của bạn thì các bạn sẽ không nhìn thấy là xác thực tài khoản, thì các bạn đã xác thực thành công rồi nhá. Để kiểm tra chúng ta đã xác thực tài khoản thành công chưa thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn chọn cho mình là tài khoản và bảo mật nhá. Thì các bạn sẽ ấn chọn cho mình. Như vậy là mình đã xác thực tài khoản thành công nhá. Đấy thì tài khoản của mình đã được xác thực thành công nhá. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách xác thực tài khoản là Zalo của chúng ta thành công. Bạn nào còn gặp vấn đề thắc mắc chưa hiểu chỗ nào thì các bạn hãy lại comment ở bên dưới video của chúng ta nhé. Thì những gì mình hiểu và mình biết thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Video của mình cũng xin dừng tại đây. Mình xin chúc tất các bạn đã xác thực tài khoản là Zalo của các bạn thành công nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên để lại cho Tuyên một sub và một like và share và ấn một chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.